yếu tố địa. Thì yếu tố địa ở đây thì người ta thường nói đến gì? Quy mô lãnh thổ vùng miền lớn. Vùng miền lớn. Tôi cố gắng lôm na để cho mọi người dễ hiểu nhé. Và vùng miền nhỏ. Lớn hoặc vừa hoặc là môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh. Ví dụ như thế này. Vẫn là cái lá số bát tự đó. Vẫn con người đó, nhưng họ sinh sống ở Mỹ. Họ sẽ phát triển khác. Đấy. Họ sinh sống ở Úc, họ phát triển khác. Chế độ phúc lợi khác. Đấy. Họ thậm chí còn lười lao động cơ, bởi vì họ được phúc lợi họ tốt lắm. Nên thậm chí họ lười lao động cơ, nhưng họ vẫn hạnh phúc và thành công. Đúng không ạ? Thế còn gì nữa? Ở vùng miền nhỏ, trong một nước này, ở mỗi tỉnh khác nhau. Trong một tỉnh thôi, nhưng ở thành phố khác, ở xã huyện khác, khác nhau. Thì đấy là vùng miền cỡ vừa. Thì mình nôm na như thế. Thì những cái đó nó cũng quyết định đến hạnh phúc và thành công của một con người. Đúng không ạ? Nó sẽ chi phối là người này có điều kiện phát triển đến đâu. Đến đâu. Và một cái, đó là cái môi trường xung quanh ấy, của một ngôi nhà, của một người đang sinh sống, của cơ quan, của đơn vị, của ngôi nhà, chính là cái môi trường xung quanh. Bên ngoài có gì, bên trong có gì. Hay nói đơn giản, đó là phong thủy nha. Phong thủy ở đây. Phong thủy nó nằm ở chỗ này. Và đây chính là cái đối tượng mà chúng ta xét trong này này. Nó nằm ở cái này. Phong thủy này. Đối tượng chúng ta xét là phong thủy. Thế vậy thì bây giờ đến cái đoạn này bắt đầu cay này. Một số người chuẩn bị tắt máy đi ngủ này. Đó. Đừng nhé, khoan nhé, cho tôi một phút đây. Khoan hãy tắt máy đi ngủ. Đó. Cho tôi một phút thôi. Nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ này. Đó là cái mà hôm nay bảo, mà cái ông này ông bảo tôi là vào học phong thủy ấy, thì nó chỉ chiếm một cái phần bé tí này trong tất cả những cái có thể làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và thành công. Đúng không? Quý vị thắc mắc mà. Tôi cũng thắc mắc mà. Bản thân tôi lúc đầu tôi cũng phải đi tìm lời giải chứ. Tôi cũng như quý vị cũng có ngày đầu tiên học phong thủy, thậm chí còn lặn nội còn rơi tõm xuống khi mà học những chỗ nào luôn. Các vị còn học là trên sự thành công của hàng nghìn nhà. Và khi ông này ông có hàng nghìn học trò rồi, thì quý vị học trên cái sự thành công đó, quý vị không bị rơi tõm. Nhưng tôi còn bị rơi tõm cơ. Thì tôi mới thắc mắc là đây, chúng ta đang học cái này, mà cái này trong tổng hòa của cái để quyết định cái cuộc sống hạnh phúc và thành công của chúng ta chỉ một phần nhỏ thôi. Thế thì học làm gì? Có vấn đề xảy ra rồi. Thế nhưng từ từ bình tĩnh. Bởi vì như thế này, sau khi tìm hiểu ra thì rõ ràng là như thế này. Bản thân phong thủy nó không bê cho ta một cục tiền đấy. Bởi vì nếu như mà phong thủy mà bê cho ta một cục tiền đến đấy, thì điều gì xảy ra? Sau khi làm xong thì nhà ông nào cũng có một cục giống nhau. Đúng không? Sau khi làm xong phong thủy thì nhà ông nào cũng có một cục tiền giống nhau. Nhưng không phải. Sau khi làm xong phong thủy thì mỗi ông cũng có một cục tiền, nhưng mà cái cục nó khác nhau. Đúng không nhau? Hay là vẫn một lối phong thủy nó xảy ra thôi. Vẫn một lối phong thủy nó xảy ra thôi. Nhưng mà nó lại như thế, nó xảy ra mỗi ông một cách khác nhau. Xu hướng nó như vậy, nó khác nhau. Thế thì điều gì nó xảy ra? Tôi mới phát hiện ra là bản chất phong thủy ấy, nó không tác động đến đây, đến cái cuộc sống an lạc thịnh vượng đâu, mà nó tác động vào cái này này. Nó tác động vào con người sống trong cái môi trường đó. Chứ nó không phải mang tiền đến, nó không phải mang hạnh phúc, không phải mang thành công đến, mà nó tác động vào con người trong cái môi trường đó. Và nó sẽ sản sinh ra những con người ở cái môi trường đó theo một cái mô típ. Tôi lấy ví dụ, những nhà nào mà cái trục nhà vệ sinh nó rơi vào Tây Bắc thì người chủ nào không phát triển được. Hay là như thế này, vẫn là hướng Tây Bắc, không có nhà vệ sinh, nhưng phía trước Tây Bắc ấy, nó lại có một cái hồ. Phía trước Tây Bắc nó có hồ, thì nó sẽ sinh ra một người đàn ông cực kỳ bảo thủ, cực kỳ gia trưởng. Thế nhưng mà
cái con người ấy mà sống trong cái môi trường xung quanh này cũng bị chi phối. Và những cái bệnh gì kéo theo của cái gia đình đấy, bệnh về trí não, bệnh về xương cuộc sống nó sẽ xảy ra. Này. Cơ hội vàng học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại đạo chí giản phong thủy cổ học, ưu đãi 80% chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi thạc sĩ phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học, tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại đạo chí giản phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại đạo chí giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydaiNam.vn. Đăng ký ngay.